Nhiều ý kiến tâm huyết về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Ninh Bình đã được trao đổi tại hội thảo khoa học do Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiều nay. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn khẳng định việc nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công được cả hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình coi là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Do đó, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI những năm gần đây thường xuyên nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố xếp hạng cao. Tuy nhiên, năm 2019, chỉ số này lại giảm 19 bậc so với năm 2018. Nếu không nỗ lực quyết tâm, phấn đấu sẽ bị chững lại hoặc xuống hạng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn trong thời gian tới. Báo cáo, đề dẫn và tham luận tại hội thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi và các nhà khoa học của Học viện, lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành của Ninh Bình đã nêu rõ mục đích yêu cầu của hội thảo, đồng thời bày tỏ tin tưởng thành công của hội thảo và kết quả nghiên cứu của Học viện sẽ góp phần tích cực làm tăng thêm mức độ hài lòng của người dân về hoạt động của bộ máy công quyền. Các đại biểu cũng làm rõ những thành công cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác điều hành thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp. Đặc biệt, đã tập trung phân tích các nguyên nhân khiến một số mặt quản trị hành chính công của tỉnh chưa đạt hiệu quả cao như công khai minh bạch, thủ tục hành chính công và quản trị điện tử. Nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao mức độ hài lòng của người dân về hoạt động của chính quyền, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phòng chống, kiểm soát tham nhũng, công tác giảm nghèo, chất lượng giáo dục và sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở cũng được các đại biểu trao đổi. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự tham gia tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là giải pháp quan trọng để Ninh Bình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại theo hướng phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, từ đó góp phần hoàn thành tốt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã đề ra. Với quyết tâm chính trị cao nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ninh Bình, đồng chí đề nghị ngay sau khi kết thúc hội thảo, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, xây dựng kế hoạch để nâng cao các chỉ số thành phần trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, nhất là chỉ số về quản trị điện tử, quản trị môi trường, công khai, minh bạch.